Dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, thậm chí là đóng cửa, khiến cho nhiều người lao động bị mất việc làm. Trong lúc này, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần không nhỏ giúp cho người lao động ổn định cuộc sống. Gần 2,9 triệu đồng mỗi tháng, đó là số tiền anh Nguyễn Đình Tuấn được nhận trong 8 tháng sau khi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số tiền này giúp anh trang trải một phần cuộc sống trong lúc khó khăn, nhất là giai đoạn dịch COVID-19. Cái tiền trợ cấp thất nghiệp này nó giúp mình trang trải một số cái cần thiết, ví dụ như là tiền điện, tiền nước, cái sinh hoạt. Do tác động của dịch COVID-19, số lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng cao. Riêng tại Hà Nội, tính đến hết tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tiếp nhận hơn 17.000 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong cái dịch COVID, mình cũng bị thất nghiệp. Đấy, bây giờ thì cái bảo hiểm thất nghiệp này hỗ trợ là một phần để mình tức là đi tìm công việc mới. Thời điểm này với cái tín hiệu tốt từ tình hình dịch bệnh, các doanh nghiệp bắt đầu có cái thông tin tuyển dụng nhiều hơn, sẽ thu hút những người lao động có thể bị thất nghiệp thì sẽ được quay trở lại, có điều kiện quay trở lại thị trường lao động sớm hơn và sẽ không một số đó trong số đó sẽ không đến để đề nghị trợ giúp cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Trong thời gian tới, ngoài việc giải quyết nhanh chóng thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm online, đào tạo nghề sẽ được Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội triển khai mạnh để giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.